các uh, uh, quý đồng nghiệp uh, trong hội trường hôm nay nó là một cơ hội tuyệt vời để tôi có thể đứng trước đây trình bày với uh, các uh, quý vị uh, một cái bài báo cáo về Melodosis, lược sử nghiên cứu quá trình nghiên cứu uh, này tại Việt Nam phân bố địa lý và xét nghiệm chuẩn đoán. cái này là cái này là không 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 điều chỉnh ở đây được. Không? ok à, nội dung của báo cáo của tôi hôm nay gồm có 3 phần thứ nhất là tôi đôi nét với các anh các chị về cái bệnh uh, Melodosis uh, cũng như cái căn nguyên gây bệnh đấy là vi khuẩn của conder sau đó tôi sẽ uh, lược sử cái nghiên cứu này tại Việt Nam đưa ra toàn bộ những cái minh chứng để chứng minh rằng uh, trong thời gian qua chúng ta những thế hệ 7x 8x 9x đã hoàn toàn lãng quên về cái bệnh này À, và cái cuối cùng nữa là những cái hoạt động nghiên cứu về cái bệnh này gần đây tại Việt Nam cũng như kết quả thu được thì à, về à, thứ nhất là à, meliodosis thì như các anh các chị biết thì đó là một loại bệnh mà do con vi khuẩn có tên là bucoldera circumalai sống ở trong đất hoặc trong nước gây nên thì các bệnh đầu tiên được nhà khoa học nhà bệnh học Alfred whitmore mô tả năm 1911 tại Burma, Myanmar bệnh này không những chỉ gặp ở trên người xin lỗi do do cái người đầu tiên tên là Alfred Whitmore nên đó chính là lý do mà tại sao gần đây chúng ta cứ hay gọi bệnh này bệnh Whitmore thì ra nói cho, gọi để cho nó dễ hơn chứ Melodosis đôi khi đọc cũng uốn éo hết cả lưỡi Nó kiểu như thế thì bệnh này không những chỉ gặp ở trên người mình mà còn gặp trên rất nhiều các loại động vật nữa như khỉ chó mèo trâu bò ngựa dê cừu cá heo cá sấu tất cả đều có hết và con đường lây nhiễm bệnh thì qua ba con đường chính một là tiếp xúc hai là hô hấp và ba là tiêu hóa và con đường lây qua qua tiếp xúc là con đường chính chủ yếu nhất khi người nông dân tức là có những vết chầy xước làm việc trên đồng ruộng mà có cái con vi khuẩn này ở trong đất và trong nước ấy, thì rất dễ bị con vi khuẩn này nó xâm nhiễm đi qua cái vùng vết xước đấy phải vào gây bệnh cho người và chính vì thế là đối tượng bệnh nhân các anh chị em gặp ở bệnh viện mình đa số sẽ là người nông dân về đặc điểm lâm sàng thì có lẽ là phần chính lát nữa phó giáo sư cường sẽ trình bày với các bạn về một một cái nghiên cứu tại bệnh viện bạch mai để đưa ra cái bức tranh tổng thể khi con vi khuẩn đấy nó nó đi vào người bệnh nhân và nó gây bệnh những các đặc điểm lâm sàng như thế nào nhưng em chỉ nhấn mạnh ở đây một chút thôi tức là khi vi khuẩn nó đi vào cơ thể mình qua ba cái con đường mà em vừa trình bày ấy, thì nó tấn công tất cả các cơ quan trên cơ thể của mình không loại trừ bất kể một cơ quan nào cả và cơ quan phổi là cơ quan chủ yếu chính vì thế đặc điểm lâm sàng của nó tương đối đa dạng và trên lâm sàng khó chúng ta có thể nhìn một bệnh nhân này chúng ta à, có thể chẩn đoán được đấy là bệnh nhân Melodosis hay Whitmore. đấy, mà vẫn phải dựa vào các xét nghiệm vi sinh sau này thì à, vi khuẩn này à, báo cáo với anh chị là nó là vừa là vi khuẩn đất nhé tức là vi khuẩn đất tức là nó nó có thể sống tốt ở trong đất được mà vừa là vi, vi, khuẩn mà khi nó đi vào cơ thể chúng ta nó sống ký sinh nội bào chính vì thế việc điều trị cái vi khuẩn này về sau cũng rất chi là khó khăn và về bản chất tự nhiên của nó nó kháng với rất nhiều loại kháng sinh và bây giờ đến bây giờ chỉ có 6 cái loại kháng sinh khuyến cáo cho điều trị cái bệnh này đấy là ceftazidime, <laughs> meropenem imipenem, cotrimoxazole, doxycycline và uh, và do tính chất gây bệnh nguy hiểm tức là tỷ lệ tử vong đối với bệnh này có thể là trên 50% thậm chí 70% hoặc thậm chí có những nơi là 100% cùng với lại khả năng lây truyền nên là vi khuẩn này đã được CDC xếp vào là cái vi khuẩn gây bệnh à, nguy hiểm cấp loại 1 và loại này có thể sử dụng làm vũ khí sinh học. Về vi khuẩn này thì là nó có thể sinh trưởng tốt trên các loại môi trường nuôi cấy, thế nên là nếu mà bệnh viện các anh các chị mà có à, cái phòng xét nghiệm vi sinh là đều có thể xét nghiệm chẩn đoán được cái bệnh này, chỉ trừ khi là đối với những bệnh phẩm tạp nhiễm như đờm mủ tiểu thì chúng ta cần phải có quy trình à, xét nghiệm riêng các kỹ thuật định danh về con vi khuẩn này nếu các anh chị làm à, bác sĩ chỉ định những cái xét nghiệm nuôi cấy thường hay nói là chỉ định xét nghiệm máy định danh máy Phonix, hay Vitech hay avi hay thậm chí một trong những máy hiện đại nhất đến bây giờ mà ngay cả, cả bệnh viện nhiệt đới trung ương có đấy máy à, máy à, à, ms như này thì tất cả những máy này đều có thể định danh sai con vi khuẩn này và đó chính là lý do mà trong suốt thời gian qua tại sao chúng ta không hoặc là rất ít bắt gặp được những ca bệnh này bởi vì là có thể là đúng là ca bệnh đấy nhưng mà máy nó định danh sai sang con khác thế là cuối cùng là chúng ta bỏ sót ca bệnh và à, đối với lại à, kỹ thuật xét nghiệm à, à, bây giờ khuyến cáo ấy, thì là gồm các cái kỹ thuật ví dụ như ngưng ng ng kết hạt latex hay là sắc ký miễn dịch hay là chạy real time pcr hay giải trình tự cái căn nguyên gây bệnh đấy để xác định nhưng tuy nhiên lại có một phương pháp rất chỉ đơn giản đấy là chúng, chúng ta chỉ cần đặt ba khoanh kháng sinh thế này nếu mà chủng vi khuẩn gram âm hình que oxida ra dương mà kháng với gentamicin, colistin nhạy với augmentin như này, chúng ta có thể kết luận 99% đấy chính là Buchanan pseudomonas và bệnh nhân đấy là bệnh nhân Whitmore. Và sau đây tôi sẽ nói về lược sử nghiên cứu về cái bệnh này. Thì năm 1925 ca bệnh đầu tiên ở Việt Nam mình đã được mô tả tại bệnh viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu bây giờ các anh chị lục lại cái tài liệu, cái bài báo công bố năm 1927 đấy, các anh chị vẫn nhìn thấy rõ ràng. Đấy là bệnh nhân tên là Nguyễn Thị Xanh, người ở Thủ Đức, và vào viện uh, sau 6 ngày khởi phát sốt vào viện thì 3 ngày sau uh, bệnh nhân uh, bệnh nhân này bệnh nhân nữ 25 tuổi và sau đó là lưu thai và cuối cùng sau 14 ngày điều trị ở bệnh viện thì tử vong. Và đến năm 1928 thì ca nhiễm bệnh Whitmore này đầu tiên cũng được đã uh, đã được công bố tại Hà Nội trên ảnh các anh chị nhìn thấy đấy là bệnh nhân trên bài báo người ta ghi là Anamis tức là người Việt Nam mình bị nhiễm và bị uh, áp áp xe ra ngoài da như này và đến, từ năm 196 56 đến năm 196 oh, chưa và năm 1936 thì ca bệnh Whittmore này đầu tiên cũng được đã phát hiện ra ở Huế trên bệnh nhân là bị tai nạn giao thông và năm 1937 có một thí nghiệm rất chi là hay mà nó là nó là minh chứng đầu tiên nói là vi khuẩn Whittmore nó tồn tại ở ngoài môi trường đất và nước ấy. đấy là à, nhà khoa học tên là là Vaux ông ấy có một thí nghiệm rất hay các anh chị nếu mà đọc cái cái bài báo này sẽ thấy rằng là À, bác ấy đi lấy uh, lấy nước từ cái làng từ Mỹ trên con đường từ Hà Nội đến Hải Phòng này lấy nước ao về sau đó ông ấy lấy hai con chuột ông ấy cạo lông chuột đi, ông nhúng hai con chuột vào trong cái nước ao đấy và cuối cùng hai con chuột đấy bị bị phát bệnh uh, Whitmore và đấy là cái bằng bằng chứng minh chứng đầu tiên nói rằng là vi khuẩn Whitmore tồn tại ngoài môi trường còn trước đấy người ta vẫn nghĩ Whit Whitmore này có thể lây truyền qua chuột giống như uh, cái uh, Esinia Pestis uh, uh, ngày đó và năm 1956 thì Champ uh, uh, đã đã phân lập thành công vi khuẩn Whitmore này ở trong môi trường uh, nước ở miền Nam Việt Nam mình và năm từ năm 1956 đến năm 61 thì uh, Whitmore đã được phát hiện ở trong các trang trại lợn ở Thủ dầu một Tân Sơn Nhất gia định đấy toàn những cái tên mà tên ngày xưa đấy uh, các anh chị năm 1971 thì uh, Whitmore cũng đã được, uh, đã được phát hiện ở trên uh, chó nghiệp vụ của Mỹ khi tham gia vào chiến đấu tại chiến trường Việt Nam mình và trong chiến tranh Việt Nam, bao gồm chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, thì gần 500 ca bệnh huyết mọ đã được công bố trên các tạp chí quốc, quốc tế. Và à, những năm 1967, như các anh chị nhìn thấy đây trên tạp chí Time của Mỹ, nó đã gọi đây là bệnh Việt Nam Việt Nam Time Bomb, tức là quả bom hẹn giờ ở Việt Nam. Ý muốn nói rằng, tức là những cái bệnh, à, những cái à, à, binh lính của Mỹ à, và Pháp ấy, khi đến chiến đấu tại chiến trường Việt Nam có thể phơi nhiễm với bệnh và sau đó khi người ta trở về sau một thời gian sau bắt đầu với phát bệnh thì đấy gọi là Vietnamese time bomb quả bom hẹn giờ Việt Nam và à, năm 1969 thì trong số tất cả những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có Việt Nam thì Whitmore cũng được, được liệt kê là, là một trong số sáu cái bệnh đó và trong số 3 triệu quân lính Mỹ tham gia chiến đấu tại chiến trường Việt Nam thì dự kiến có khoảng 250.000 binh lính Mỹ đã phơi nhiễm với cái, cái con vi khuẩn này. Thì uh, uh, đó là thời điểm chiến tranh, sau khi chiến tranh thì các anh chị thấy uh, sau khi chiến tranh đến năm 2014 thì chúng ta chỉ có mỗi bốn duy nhất bốn bài báo quốc tế đăng trên uh, tạp chí quốc tế về cái bệnh này tại Việt Nam. Và uh, khi mà chúng tôi tổng kết lại thì thấy rằng là bắt đầu từ những năm 1925 đến năm 1900 bảy à, năm kết thúc chiến tranh và dư âm của sau chiến tranh trên linh, binh lính mỹ thì số lượng bài báo công bố về bệnh này trên các tạp chí quốc tế là hơn 40 bài và sau những năm 90 đến năm 2014 ấy, chúng ta chỉ có 4 bài thôi ý ở đây chúng, chúng chúng tôi muốn nói rằng là trước cái thời điểm đó số lượng bài báo về bệnh này công bố trên tạp chí quốc tế là 0,67 bài trên một năm sau đó thế hệ của chúng tôi chúng ta ở đây thì chỉ còn lại có 0,16 bài trên một năm là chúng ta kém hơn thế hệ trước khoảng 4,2 lần. Và đối với lại tất cả những bài báo mà công bố này chúng tôi tôi in ra và xếp lại thành một cái tập như này thì nó dày hơn 3 cm. Và cụ thể như thế nào thì có thể anh chị đọc cái bài review mà nhóm nghiên cứu chúng tôi mới mới đăng tải trên tạp chí này thì muốn nói với các anh chị rằng là Riêng về cái bệnh Whitmore này, trên tài liệu quốc tế ở Việt Nam mình đến nay có gần khoảng 50 bài báo công bố quốc tế về bệnh này. Tuy nhiên thì chúng ta lại rất ít biết về bệnh này. Đó là một nghịch, nghịch lý. Và nói về về giảng dạy thì các anh chị biết là Whitmore được đề cập, chưa được đề cập nhiều trong các giáo trình các anh chị đọc trong giáo trình về truyền nhiễm hay vi sinh các anh chị thấy các bệnh khác viết rất nhiều nhưng đối với bệnh này viết rất ngắn và sinh viên thì ở các bộ môn vi sinh hay xét nghiệm thì được thực hành cái bệnh này rất rất chỉ là ít thế nên là bệnh này trong suốt 3 thập kỷ qua đã bị lãng quên và như em vừa nhắc lại là thế hệ 7x, 8x, 9x được gần như là quên mất về bệnh này ở việt nam mình à, sau đây à tôi sẽ trình bày về kết quả nghiên cứu gần đây thì năm 2014 có một dự án hợp tác định thư giữa Việt Nam và Đức và chúng tôi nó có cơ hội để chúng tôi về tất cả rất nhiều các bệnh viện ở tỉnh thành hướng dẫn trên ninh rồi nâng cao cảnh giác hơn nữa về bệnh này và phân tích những cái lỗi chính cụ thể trong trong cái xét nghiệm về bệnh này ví dụ như trên lâm sàng là gì ít bác sĩ biết tới bệnh và nghi ngờ ca bệnh và khi chúng ta không nghi ngờ ca bệnh chúng ta ít khi sẽ gửi chỉ định mẫu xét nghiệm vi sinh bỏ xem xét nghiệm trên bệnh nhân tiên lượng nặng cái này thì nó cũng rất nhiều lý do. Đấy, và không không lặp lại uh, nuôi cấy đối với những, những bệnh nhân nghi ngờ bị bị huyết mô bởi vì đôi khi nuôi cấy chúng ta phải nuôi cấy ví dụ như ở đây như Phó giáo sư Cường viết có những ca phải nuôi cấy máu đến 3 đến 4 lần phải, phải phát hiện ra là huyết mô. Và đối với lại xét nghiệm vi sinh thì là uh, những cái thao tác kỹ thuật ấy, thì nhiều thao tác kỹ thuật vẫn còn sai. dựa trên những phân tích lỗi như vậy thì và chúng tôi đã được ghé thăm hơn 40 bệnh viện trong cả nước hỗ trợ hơn 30 bệnh viện đã phát hiện ra những ca Whitmore đầu tiên tại bệnh viện mình. Và kết quả là từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 12 năm 2017, trong vòng 31 tháng chúng tôi đã phát hiện trong cái nhóm nghiên cứu chúng tôi đã phát hiện ra 325 ca bệnh đến từ uh, 38 phòng xét nghiệm vi sinh tại uh, 38 bệnh viện này thuộc 26 tỉnh thành phố Việt Nam và trên này là chúng tôi mapping toàn bộ tất cả những ca bệnh mà phát hiện trong cái thời gian vừa qua các anh chị em thấy về nhìn về dịch tễ thì thấy rằng là đồng đồng bằng Bắc Bộ và dọc toàn bộ cái giải miền Trung của chúng ta có khá nhiều bệnh nhân bị huyết thế nhiên số lượng ở ở, ở, ở các bệnh viện ở dưới miền Nam này thì hiện tại là cũng đang đang còn thiếu bởi vì số lượng ít các cái 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 bệnh viện ở miền Nam thực sự mà nói là vẫn còn số lượng ít trừ ví dụ như bệnh viện uh, chợ rẫy hay bệnh viện uh, uh, nhiệt đới thành phố hồ chí minh phát hiện ra ca bệnh còn những cái bệnh viện khác thì số lượng, gần như là vẫn còn chưa chưa phát hiện được ca bệnh này thì uh, bệnh nhân vào viện thì vào rất nhiều các khoa truyền nhiễm hồi sức tích cực nội tiết tiêu hóa thận cơ cơ xương khớp tiết niệu răng hàm mặt nhi hay hay thậm chí còn sản nữa thế nên là các anh chị hình dung đấy là cái đó là chính là cái sự đa dạng về 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 cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nên là à, bệnh nhân vào rất chi là nhiều khoa ở, ở bệnh viện và độ tuổi nhiễm bệnh đấy là đa số từ 40 tuổi đến tầm khoảng 7 75 tuổi đấy là độ tuổi nhiễm bệnh và cái thời điểm mà mà số có số lượng ca Covid nhiều đó chính là thời điểm bắt đầu từ tháng tháng 7 đến tháng 11 và đây đang là cái thời điểm tháng 9 tháng 10 sẽ là thời điểm cao trào về bệnh và như vừa nãy trao đổi với lại phó giáo sư Cường ấy hiện tại ở khoa truyền nhiễm Bệnh viện bạch Mai lúc nào cũng có bệnh nhân Whitmore đang nằm điều trị ở đó à, Cũng cũng uh, trên cái số liệu thu được thì uh, uh, trong uh, ví dụ như ở Bắc Trung Bộ Việt Nam mình từ uh, Uh, tháng 6 năm đến từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015 trong vòng 7 tháng thì năm bệnh viện ở Bắc Trung Bộ đã phát hiện ra 70 ca huyết mò này và với cái số liệu mà thu được một cách uh, rất chi là là hay đó thì nhóm chúng tôi đã đã công bố trên tạp chí quốc tế. Ở đây tôi muốn chỉ với các anh các chị là trước đây các anh các chị vẫn nói đây là bệnh hiếm gặp ở Việt Nam. Thế thì trong 7 tháng nghiên cứu này thì minh chứng đưa ra xem nó có đúng là bệnh hiếm gặp hay không. Trong số 5 bệnh viện tham gia vào nghiên cứu như này thì ví dụ như ở Nghệ An là tổng là có trong 7 tháng đó là có 2.410 mẫu uh, nuôi cây máu, trong đó có 312 mẫu cây máu dương. Và trong số 312 cây máu dương đấy thì có 32 mẫu cây máu dương tính với vi khuẩn huyết tức là nó chiếm tỷ lệ là 10,2% trong tổng số ca cây máu dương tính. Tương tự như vậy thì ở Hà Tĩnh là 8,8%, Quảng Bình là 3,5% à, Quảng Trị là 3,4 và Huế là 5,4. Thế thì ở đây muốn nói với các anh các chị rằng là có rất nhiều căn nguyên gây 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 bệnh uh, nhiễm khuẩn huyết. Nhưng nếu chúng ta cắt lát trong cái khoảng thời gian nghiên cứu này chúng ta thấy rằng riêng huyết mò chiếm phải 10, 10,2% đối với như Nghệ An chẳng hạn thì đó không phải là con số ít và điều đó chứng tỏ rằng huyết mò không phải là bệnh hiếm gặp ở Việt Nam ta mà chúng ta đã bị bỏ sót và lãng quên trong suốt một thời gian qua. À, bên cạnh về nghiên cứu về lâm sàng như vậy thì nhóm chúng tôi cũng đã nghiên cứu về về dịch tễ học điều tra vi khuẩn phân bố ở các vùng Việt Nam hình dung các anh chị hình dung rằng nếu ở đâu có vi khuẩn huyết vi, mò phân bố ở đó sẽ có bệnh nhân huyết mò và chúng tôi tiến hành lấy mẫu đất ở một dọc à, các tỉnh à, miền Nam và à, xét nghiệm ra để xem khu vực phân bố của của bệnh này là như thế nào tương tự như vậy à, chúng tôi cũng lấy mẫu ở ở miền miền à, miền Nam và 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 xét nghiệm và lập lên một cái bản đồ dịch tễ phân bố của cái con vi khuẩn này thì các anh chị em thấy là vi khuẩn này phân bố dọc hết một toàn bộ cái giải miền trung kể cả đến tây nguyên của chúng ta và trong miền nam của chúng ta thì ngay cả vùng bà rịa vũng tàu đồng nai tây ninh hay là cái vùng cần thơ hay là đồng tháp tất cả đều đều có sự hiện diện của vi khuẩn Whitmore thì ở đây đó là những cái 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 kết quả sơ bộ và như thế để trình bày với các anh chị các anh chị hình dung được mường tượng được hình dung về cái tình hình dịch tễ của chúng ta à, hiện nay hy vọng là trong 3 đến 5 năm tới hoặc thậm chí đến 10 năm nữa thì cái bản đồ dịch tễ về cái Whitmore này sẽ được uh, 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 fill up một cách đầy đủ hơn với các anh các chị và cuối cùng thì em đi đến một số cái tổng kết để các anh chị À, nắm được đấy là Meloidosis hay Whitmore là bệnh thường gặp tại Việt Nam không phải bệnh hiếm gặp đấy một kết luận khẳng định luôn và tuy nhiên thì số lượng ca phát hiện ở chúng ta hiện tại vẫn còn ít ít hơn nhiều so với uh, uh, con số dự báo bởi vì con số dự báo là mỗi năm Việt Nam chúng ta có khoảng 10.000 ca bệnh và 5.000 ca tử vong chứ không phải là con số nhỏ và số lượng ca thường tăng mạnh vào mùa mưa trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 11, độ tuổi nhiễm bệnh là từ khoảng từ 40 đến 70 và bệnh có thể bỏ sót ở nhiều nơi do nhiều bệnh viện của chúng ta chưa quan tâm đầu tư đến xét nghiệm vi sinh. Thì đó là một số những cái thông tin muốn cung cấp đến toàn bộ các anh chị trong hội nghị ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các anh các chị. Vâng, cảm ơn bài báo cáo của